Hi, chào cả nhà đến với điểm nóng Cali. Mình tên là Sarah và hôm nay mình với Thanh đang ở chỗ K-Town. Đấy là khu Hàn Quốc ở LA đấy. Thì ở đây có rất nhiều là cái nhà hàng, và cái quán ăn, và cái shopping mall, và đi chợ. Thì hai chúng mình hôm nay đến đây mình đi cái quán cà phê này. Quán này mới mở, cũng là rất là có nhiều bạn đến đây thích đây, hoàn cảnh đây rất là tốt. Và nghe nói cái cà phê của họ rất là ngon, và cái bánh cũng ngon lắm, cho nên hai đứa mình đến đây thử đấy. Thì hôm nay mình order số 1 và số 3 của họ. Số 1 này rất là nổi tiếng là họ dùng cái sữa đặc là Alexander. Cái sữa đặc đó cũng là ngon lắm. Còn cái này là cái số 3 là tại vì cho những bạn mà không có uống sữa á, cho nên mình order một cái này để mình biết cái khẩu vị của họ sao. Và cái và cái bánh của họ cũng là rất là có nhiều bạn rất là thích. Thì mình cái bánh này giống như donut đó. Cái này donut đúng không? Để ăn thử một cái nha. Thế là tô nọt. Cái tô nọt của nó không có, bánh của nó không có ngọt, nhưng mà cái cream của nó ngọt, trên ăn cái cùng nhau thì rất là ngon. Thì cà phê của họ là mỗi ly 7 đồng, còn cái bánh này là 8 đồng đấy. Cũng không có rẻ lắm, nhưng mà tại khi thao mà đồ cũng không có rẻ. Có cream kìa. Ngon không? Mình có cần quậy không ha? Maybe. Ngon không? Uống được cà phê không? Không có cà phê hả? Được cà phê rất là nồng. Nhưng mà tại cái cream nó hơi... Nó dày phải không? Dày. Wow. Mình nghĩ chắc là mình phải quậy nó không? Cái này ngon không? Cái này ngon hơn. Tại vì mình không mình thích uống cái mà có là sữa trầm trọng á, nhìn tại cái này không có sữa thì cái nếu có cà phê không thì nó sẽ đắng đắng chút xíu. Cho nên cái này number one. Ở trên chợ nó có cái mấy cái em sẽ mổ khá tiền chocolate powder phải không? Ở khu Hàn Quốc nhiều đồ ăn ha. Nhiều lắm. Nhiều quán ngon lắm á. Nó có một món như là ăn hải sản á. Có một cái quán, có một cái tiệm bán hải sản nha, một cái tiệm bán mà cái lòng ruột luôn á. Nhưng mà tại Thanh nói Thanh không thích ăn cái đúng rồi, ăn ruột. Cho nên lần sau lần này thì mình đi ăn cái quán đó là súp. Giờ lần sau mình có thể đi ăn cái quán mà hải sản mà nướng hải sản nhiều. Đúng rồi. Cái đó ngon lắm. Nhưng mà cái đó hình như là thích hợp cho 4 người đi ăn, tại sao ăn không hết.
bây giờ mình đến giờ trưa rồi thì mình với lại Thanh thì hai đứa mình đến nhà hàng Hàn Quốc để ăn cơm trưa. Và cái nhà hàng này nó nổi tiếng về cái súp thịt heo của họ đó. Chứ các bạn có thể thấy rất là nổi tiếng. Cái súp này là họ đã nấu nhiều tiếng, và họ có nói là súp họ không có bỏ bột ngọt trong chổng. Và nếu mình muốn ăn thì mình có thể, nó đã nêm mùi rồi, nhưng mà nếu mình cảm thấy không có mặn lắm á thì mình có thể bỏ một muỗng muối vào, và mình cũng có thể bỏ cái hẹ này vào ăn. Dạ, yeah, Sarah bỏ tí vô. Bỏ chút xíu đi ha, tại vì mình biết Thanh cũng thích ăn hẹ nè, cho nên mình bỏ giờ. Thì đương nhiên là đến cái tiệm Hàn Quốc thì những cái món ăn này nè đều là miễn phí hết trơn cho mình. Cho nên hôm nay mình gọi là cái súp thịt heo, cái đặc biệt của họ nhất. Và sau đó là mình sẽ có cái mì này nè. Thanh nói Thanh thích ăn cái mì này lắm. Mì này là mì lạnh vô. Nó làm với đá. Đá và mình hẹ là đang ăn này. Mình cũng chưa ăn qua nữa, cái loại này thì lát mình thử coi ngon không. Chắc cái này phải trộn nó lên nó sẽ trộn không? Nó okay, để mình trộn nha. Đồ cay trộn. Ok, vậy để mình trộn nha. Ừ. Thì như người Hàn Quốc họ thích ăn mì lạnh đó ha. Đúng rồi. Ở mùa hè nó thích ăn vậy. Mùa hè, cái này là cho mùa hè đó. Thì lát mình ăn thử để biết ha. Ừ. Còn cái thứ ba là mình order cái bánh hẹ không? Bánh hẹ đúng bánh rồi. Hẹ cũng là đặc biệt. Pancake. Dạ, cái này cũng rất là nổi tiếng ở chỗ Hàn Quốc chỗ đó. Thì mình chấm với cái nước xì dầu mình ăn vậy đó. Mời cả nhà nha. Mình muốn thử cái kim chi của họ có ngon không? Tại vì mình cảm thấy cái kim chi là mỗi lần đến cái nhà hàng Hàn Quốc á thì nhất định sẽ ăn. Đúng nếu rồi. Coi có ngon nha. Ngon không? Kim chi của họ cũng không có mặn lắm, cũng không có ngọt lắm, vừa miệng. Và nó cay cay nữa. Ok. Let me try nè. Mình ăn thử cái bánh hẹ nha. Bánh hẹ của nó thì nó bỏ rất là nhiều hẹ, và cái bột của nó rất là mỏng, cũng giòn cũng ngon lắm. Tại vì ăn còn nóng thấy ngon. Nó có mặn không? Không có mặn, tại vì bỏ xì dầu vô. Để mình xin hai cái muỗng, hai cái chén nha, để mình ăn với canh. Cái canh này chắc là nó là nấu cũng mình cảm thấy nấu rất là lâu, khoảng 5-6 tiếng trở lên ấy. Tại cái các bạn có thấy không, cái nước của nó rất là đặc và cái canh không có mặn lắm, có mùi vị không có mặn lắm. Nhưng mà bạn nào thích ăn mặn chút xíu thì mình bỏ thêm một muỗng muối. Hình như cái canh của nó có cay không? Nó có bỏ nước, yeah, nó có bỏ ớt cay vô. Ủa? Nó có spicy trong đó hả? Yes. Cái canh nó có thể uống luôn mà phải không? Cái mì này nó sẽ dai dai chút á. Rất là dai. Wow. Mì nó lạnh lạnh ngon hơn mình. Còn ngon hơn mặt hương mình tưởng là mình chỉ ăn qua. Dạ. Yeah. Cái này ngon á. Tại cái mùi vị nó đã coi mùi vị vô rồi. Đúng rồi. Nó ngon và có chút lạnh lạnh ăn rất là nó lạnh xong rồi nó dai. Dạ. Yeah. Có dưa leo nữa, dưa leo ngon. Mình cảm thấy cái tiệm này nổi tiếng là cái này á. Ờ. Nó nổi tiếng như cái này á, cái này. Cho nên cái này mình cảm thấy ngon á. Ngon ha. Cái dày quá.
Là để lâu ngoài nó cứng. Để mình trùng vô nha. Nhưng mà cái thịt nó nhìn nó, thịt nó mềm không? Rất là mềm. Thịt nhìn ngon á. Nhìn ngon ha. Thì tại vì hai cái món này là đặc trưng của họ mà. Cảm ơn nha. Cả nhà bây giờ mình ăn no rồi nè, và bây giờ mình với Thanh thì mình đi đi chỗ đậu xe, mình lấy lại xe tại vì hồi nãy trong chỗ không có đậu xe cho nên mình phải đậu ngoài đường. Thì hôm nay cái đồ ăn này cũng là rất là ngon, cho nên ăn cũng rất là no. Cái súp của nó, cái mì của nó cũng là rất là hợp khẩu vị của mình. Thì cho mình kết thúc cái video này nha, và xin cho like và subscribe channel của mình nha. Cảm ơn, thank you, bye bye, see you again.